biết kiểu mà nấu xong hay lắc chảo cho lửa nó bén lên không? Không, cực kỳ. Em lắc được không? Trời ơi, lắc tốt. Ghê đó. Tí lắc thịt anh coi coi. Nhìn em anh cũng muốn lắc thử ghê á. Tao lãi mày thiệt chứ. Em có thích ăn hải sản không? Hải sản á, tất nhiên là có, em thích ăn. Anh em có ăn là gì không? Cái gì? Hàu. Anh cũng thích cà pha. Ngon lắm luôn. Nhưng mà anh ăn không thấy ngon. Tại sao? Tại anh ăn thấy mệt thôi. Ví dụ như mà anh cứ mãi mãi chạy xe ôm, cả đời chạy xe ôm thì có theo đuổi em không? Không. Có cần anh phụ gì không? Chắc là không được. Mà cái này cũng không có rau gì để lặt. Giá thì cũng rửa sẵn rồi. Ấy là à, nước chấm hả? Ừ. À chà, cái đó là cái quan trọng nhất của món ăn này luôn á. Cái món này có ngon hay không là do nước chấm á. Em có tin tưởng anh không? Tin. Sao tin nghe nó miễn cưỡng. Miễn cưỡng quá vậy. Tin đại đi. Trời, hôm qua nhậu với ai hả? Có đâu. Có nhậu kêu anh lên nhậu với nha. Trời đất ơi. Em cũng nhậu nhẹt luôn. Lâu lâu rảnh cái làm ngon thử với thì hôm kia đem về. Hành này vẫn còn đớt nè, để anh rửa hành. Trời ơi. Dỗ ra là dỗ. Làm người đàn ông có điểm. Mấy trong này là cũng giống ở dưới anh đúng không? Anh cứ mở ra coi xài là cái gì xài chứ nó không có nhiều đó à. Trên đây em xài bếp ga hả? Dưới anh là anh xài bếp điện. Có tỏi trong tủ này. Chung cư này cho xài bếp ga hả ta? Thì mình xài đại đi. Không, tại anh không để ý. Nhưng mà hồi đó giờ anh xài bếp điện quen rồi. Đa số chung cư nó ở ngoại thành này thì tất nhiên là nó sẽ chưa có thắt chặt như ở trong thành phố đâu. À, bên Vinhome là không cho xài bếp ga nha. Bếp ga mini thì may ra thôi, chứ bếp ga mà cái bình ga to vậy to như là mua kiểu mình để người ta không để ý, người ta không biết. Đúng rồi. Tức là người ta không được dùng. À, không, cũng không được nướng đồ ăn luôn á. Tất nhiên là không, nhưng mà dùng bếp nướng ấy, dùng bếp điện cũng vẫn được. À. Mà tất nhiên là dùng bếp điện thì không bao giờ sẽ ngon bằng bếp bên có lửa. Cả sao nấu cũng thế nha. Ủa vậy hả? Anh biết kiểu mà nấu xong hay lắc chảo cho lửa nó bén lên không? Không, cực kỳ. Em lắc được không? Trời ơi, lắc tốt. Ghê đó. Tí lắc thịt anh coi coi. Nhìn em anh cũng muốn lắc thử ghê á. Mới về đấy còn tí em cho anh lắc với nha. Nope. Hay vậy quá. Ý anh là dạy anh lắc á. Nhưng mà em nghe có hiểu ý anh không? Hiểu đại đi. Hai. Đấy, muốn sao muốn ăn lắc chảo hay muốn ăn phải có nước thì nó mới bén chứ. Không sợ là phải khô. Mẹ nó có làm nó cũng to giống như trời. Mẹ quá. Mẹ cho khô thì đi nha. Cho khô thì đi nha. Thôi nhưng mà mày cho em cắt thử đi. Hơi bị đậm, cắt luôn. Wow, bén chưa? Bén, tất nhiên bén, em nãy em mài rồi. Thôi, em để cho em công nhận anh mài đi. Anh đỉnh, anh số 2, không ai chủ nhật, anh là nhất anh rồi. Ủa, anh số 2 hả? Anh số 1 chứ ta. Em nói là anh là số 2, không ai chủ nhật. À, ý là anh số 2, không ai chủ nhật. Bình thường nhà anh hay tự nấu ăn hay là anh ra quán? Ra quán hơi là mình nấu. Tại vì anh thấy anh có thử nấu anh thấy nó mắc thì anh đem quán. Anh ăn ở mấy tiệm cơm bình dân á, anh ăn có 25k. Mà 25k không thể nào mà anh đi vô đây anh mua đồ được. Ê, cái giấy tay em đảo quá, cho anh sờ thử được không? Chưa bao giờ anh sờ một cái giấy tay mà nó đẹp như vậy. Được. Sờ đi trước sau cũng vậy mà nó đang sưng á. Bữa em đeo cái bông tai á. Trước sau gì cũng là của anh hả? Gài hay gài quá. Bữa đeo bông tai xong nó bị mắc vào trong cái áo vest á. Cái công ty cởi áo vest ra xong rồi bắt đầu nó bị mắc áo vest, bị sưng lên luôn. Em da dữ lắm luôn ấy, có sẹo chứ các thứ hay bị làm sao là lâu. Có khó làm không anh cắt giùm cho? Không, mà tại vì cái thịt này nó là thịt hai thố nên nó không có dính vào nhau, thế cắt nó sẽ bị từ thố trên nó xuống thố dưới. Nhưng mà cái nội thất ở đây là của ấy hết đúng không? Của chủ ở đây hết đúng không? Em da này bén hơn nè.
có một vài cái thì em thử sẵn. Giờ nào phải có sức của đàn ông này nữa, phải có sự kết hợp âm dương nữa. Giờ có anh mà đi á, mốt là giao cái lột keo anh lên mày nha. Đây là chính đức thì lượng giao anh mày nha em. Em thì ok là em chấm điểm với anh đó 10 điểm. Ok không? Mứt được hơn không? Có tố chất là 10 là nó cái gì này. Cái gì vào tay anh nó cũng bén hết á. Có tố chất là 10 em, em là bén rồi. Chỉ cần gọi là là còn bén hơn nữa. Nam mô. Anh tên anh, anh ăn được tổng được hành đúng không hay là có kiêng gì không? Anh ăn thoải mái. Thịt tổng được bó. Thịt gọi là thịt, thịt người anh cũng ăn được. Hay vậy á. Hay ăn hay thịt người. Mà tại anh sợ công an thôi. Chứ công an mà không làm gì anh là anh ăn thịt người rồi. Không. Nhưng mà em có biết khi nào ăn thịt người không bị công an bắt không? Không. Không hả? Không. Khi mà có một cái tờ giấy ở trên phường chứng, biết tờ giấy đó là tờ giấy gì không? Gài nữa, gài nữa. Gài nữa. À, anh sẽ rửa hành. Rồi kêu là nước chấm mà anh nhớ là anh nhắn tin cho anh rồi. Anh kêu là để anh sẽ ra tay làm nước chấm cho mà anh không làm ra. Có anh rửa cái này xong anh làm liền. Anh nấu ăn cho em còn được mà chẳng qua là nhà em cho nên anh chưa có tay ăn thôi. Hôm nay anh xuống phòng anh đi, anh nấu ăn cho em. Anh phải làm dần cho quen chút sau thì em có nhà dưới em có thích ăn hải sản không? Hải sản á, tất nhiên là có, em thích ăn. Anh em có ăn rất là nhiều. Cái gì? Hồng. Hầu. Anh cũng thích cam pha. Ngon lắm luôn. Nhưng mà anh ăn không thấy ngon. Tại sao? Tại anh ăn thấy mệt thôi. Ừ. Kỳ đó. Có hôm mà đi làm về sắp xếp. Dê, tối nay đi. Tối nay rảnh không? Không. Tối nay có việc rồi. Tối nào rảnh anh làm cho anh Hầu luôn. Mà tại sao tụi mình phải gọi là riêng nhà như thế này nhỉ? Chi phí đồ nó cao em. Hay vậy yếu à? Là cái giờ chốt nó sống được nhau. Mà chẳng nhẽ dọn chung và sống với nhau thì người ta lại thế nào, người ta thì gì, người ta đánh giá ở con này chưa gì hết là dọn nha. Ở đây tới, trai. Ở đây tới 3 phòng lận mà. 3 phòng rồi em cho ở ghép rồi. À, hàng kia anh thấy đồ đạc quá trời. Không mà mọi người đi đâu hết đây? Đi làm, hôm nay là ca, người ta đi làm. Em kiểu làm khác này với các bạn, kiểu mấy đứa kiểu quen nhau từ trước ấy, xong rồi rủ nhau về sống chung. À, vậy mà ở mình hỏi ở mình hả? Mới em kêu là mới cho dọn về, anh thấy đồ đạc còn chưa ngủ ra. Mới dọn về. Vậy sao không cho anh ở? Anh ở nhà anh dưới được gì đó. Anh sẵn sàng trả nhà, anh chỉ cần lý do thôi. Nói nghe nào mà anh mới đóng tiền nhà mới dậy mà thôi. Hợp đồng. Hợp đồng đền hợp đồng là 26 triệu. Ở dưới anh thuê là 13 triệu ná. Ở trên này em thuê nhiều. Thế chứ khắc tóc được. Mà xe thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn. Em mong thì anh để em nhớ là ngày xưa mẹ anh làm sao? Có đường, bột ngọt, tỏi. Trong nhà ông bay đầu. Tính ra nữa. Wow, tủ lạnh có bưởi nè em. Mua bao giờ em không chảy nữa. Em thích ăn bưởi lắm hả? Thích ăn chứ nó tốt cho sức khỏe mà. Ủa ăn bưởi nó phải tốt? Tốt cho da. Không, anh nghe nói ăn gì bổ á, ăn bưởi tốt cho bưởi. À lộn. Không hề. Ăn bưởi gì tốt cho... Em mua bưởi về để em lấy cái vỏ. Lấy cái vỏ bưởi gội đầu hả? Với cả xả, lá xả. Em thường là em thích là gội đầu. Gội đầu hả? Ở trong Sài Gòn này thì khó kiếm được, người bắt bưởi nó xả hương nhu đồ nó nhiều lắm, trong này khó kiếm thôi. Cái này có cối với cả đấy này, có đâm được nước chấm như vậy. À, rổ này. Ví dụ như mà anh cứ mãi mãi chạy xe ôm, cả đời chạy xe ôm thì có theo đuổi em rồi. Không. Chắc là không.
phải sao vậy? Phải sao anh theo đuổi được em? Không phải là theo đuổi hay không, mà vấn đề là anh phải hình dung là một cái công việc như thế nó có đủ để lo cho tương lai, cho vợ, cho con anh sau này không? Từ lúc anh đang chạy xe trên đường và vợ con anh có bị cái gì, anh có thể nào anh chạy về kịp với vợ con anh không? Cái này á, thì mai mốt ví dụ mà em có điều kiện, em anh mà thích mở cái gì em có thể hỗ trợ anh vốn nhé, các thứ này anh mở ra anh làm, anh kinh doanh, anh mở nhà. Thế còn anh nghĩ anh tính chạy xe cả đời được chắc, còn chưa tính đây là em đang nói về cái vấn đề khía cạnh riêng về sức khỏe của anh nha. Anh chạy đêm, chạy hôm, mưa, gió, ốm đau, anh chạy quá độ kiểu như một phút. Đúng không? Trời, em cứ lo xa. Bây giờ một tháng anh chạy 9 triệu thì khi mà có em có con rồi ha, anh sẽ chạy, anh sẽ cố gắng chạy lên 12 triệu, 15 triệu. Có bao nhiêu anh đưa em hết bấy nhiêu. Cái này em đang nói thứ nhất không phải vấn đề tiền, mà nói em đang nói là về vấn đề khía cạnh nhà anh là chính. Bây giờ anh còn trẻ, anh có hoài bão. Thêm nữa là anh thử hình dung thêm bây giờ anh còn trẻ nhưng mà anh còn thấy các chú hồng nha. Anh còn có thể học hỏi được, anh có thể học hỏi được. Không ai là rốt cả, anh như tờ giấy trắng thôi. Cũng như em ngày xưa em có biết cái gì về mấy cái ngành này đâu. Bây giờ em làm đấy thôi. Với cả anh hình dung anh phải chứa đất cho người ta sống ấy chứ. Mình có cơ hội, mình có cơ hội mình được tiếp xúc với công nghệ đúng không? Thì mình, anh có thấy dạo gần đây rất nhiều cái bài viết mà về mấy chú sale truyền thống ấy, không kiếm được công việc, không có khách. Thế xong rồi các chú ấy kiểu người ta gọi là bị không kiếm được tiền nữa. Không kiếm được tiền, không có chú bức xúc. Bây giờ mấy thanh niên sinh viên ra chạy quá trời. Cách đó thì tất nhiên thanh niên sinh viên có thể làm thêm, nhưng mà đôi khi nha, nó chạy về lâu về dài, cũng như ví dụ người ta không có chí tiến thủ đi, người ta cứ nghĩ là mình tiếp xúc với công nghệ được, mình chạy được, xong rồi về lâu về dài á là người ta sẽ cướp mất đất làm ăn của các chú lớn tuổi, cho các chú không biết tiếp xúc với công nghệ như mình nữa. Các chú chỉ biết là kiểu kiếm khách theo kiểu truyền thống thôi đúng không? Thì mình nên chứa đất cho người ta sống mới, sau này mình đi làm những công việc tốt hơn, mình để cho các chú có thể là có những cái quốc khách nó ok hơn. Chứ bây giờ từ anh có thể từ ngày xem công nghệ mình nổ lên mà nó bùng nổ lên ấy, các chú không tiếp xúc được. Thế nên là đôi khi mà sẽ hay xảy ra những vụ xô xát là giành khách này kia, để các chú bất lực quá, không kiếm được khách, các chú bất lực nên các chú sẽ đúng rồi, khi mà không kiếm được tiền thì con người ta dễ quạo quọ đó. Đúng rồi, sẽ sinh những có mấy vụ đấm nhau giữa xe ôm truyền thống với xe ôm công nghệ đó. Thật ra thì có những cái vụ nha, xe ôm truyền thống lại lấy giá cao hơn, nhưng mà do là cái vật giá của các chú đấy, các chú không được hỗ trợ bởi những công nghệ như mình, các chú cũng biết xài, thế nên là thường là cái giá các chú sẽ cao hơn. Nhưng mà để mà nói mình cũng không kỳ kèo gì, mình đi chợ mình có thể mặc cả với các cô bán rau 1.000-2.000, mình có thể mặc cả 5.000-10.000 một chú xe ôm. Như em hỏi anh em đi vào nhà hàng, mình có thể bo cho các bạn phục vụ rất là nhiều, thậm chí 100, 200, 500. Đấy là khi mà mình đi vào nhà hàng. Nhưng khi mình ra chợ mình lại mặc cả với các cô ấy, trong khi các cô ấy phải chề bữa mình, mà các cô ấy kiểu đi sớm bán khuya ấy, xong rồi các cô ấy trồng ra một cây rau rất là khó, nhưng mình lại không ngại chi tiền cho một cái món đồ hiệu đó chẳng hạn, hay không ngại chi tiền cho những cái sở thích cá nhân, hay là khi mình có thể bo mình kiểu đôi khi mình sĩ diện á, mình có thể bo cho người ta rất là nhiều. Nhưng mà những cái cô chú đấy thì mình lại kiểu mình tiếc 1-2 ngàn để mình kiểu mặc cả ấy. Mình nghĩ là mớ rau 5 ngàn nó đắt, nhưng mà trong khi đấy 5 ngàn mình làm gì, mình chỉ mua được một gói pin thôi. Nhưng đối với các cô ấy thích góp lại thì các cô có thể nuôi sống gia đình đúng không? 20 điểm. Nên thường em đi chợ nha, thực ra thì nói mà không mặc cả cũng đúng, nhưng mà đôi khi những cái gì mà nó quá lên thì em chắc chắn em sẽ mặc cả. Nhưng mà thường đi chợ nha, mua rau tầm 5 ngàn 10 ngàn cũng chẳng mặc cả. Anh sẽ chín nước theo đuổi em. Hay vậy không? Sau đó em sẽ không đồng ý và anh sẽ có một cái nghị lực kịch bản nữa, sơ hở là tiểu phẩm. Anh sẽ có một cái vươn lên là ngày xưa em không đồng ý, em coi thường tôi sẽ phấn đấu 5 năm sau gặp lại em. Anh nó hình dung một lúc đấy là anh cũng rất lúc đó anh 34 tuổi, anh vẫn chạy xe ôm, nhưng mà lúc đấy em vui. Lúc đấy em vẫn vui tại vì sao? Với lúc đấy á, mặc dù anh không theo đuổi em nữa, nhưng mà anh có công việc ổn định này, có một cái đó tổng tài, có một cái gì đấy nó khác bọt hơn so với bây giờ, thì anh sẽ cuộc sống tốt hơn. Thế đấy em còn vui á, tại vì nhờ những cái lời mà khó nghe của mình mà người ta tốt hơn. Khó nghe đâu, cái đó em gọi là em góp ý quá là đúng luôn. Nghiêm túc nha, thường mất thì con trai người ta sẽ nói là cái con này nó thực dụng, nó kiểu nó tiền bạc, nó vật chất quá. Nhưng mà đối với em nha, trên cái cuộc sống này ấy, nó không có cái gì nó là không thực dụng cả. Nên này, giàu ăn mua một tiền, thành cũng mua một tiền, nó là thực tế chứ không hẳn thực dụng. Người ta thường hay hiểu sai câu thực dụng, nó là gì, ứng dụng thực tế.
nhưng mà người ta lại hay nghĩ là thực dụng, nó nghĩ là vì vật chất, vì tiền bạc, nhưng đúng là nó cái sâu xa là như vậy mà. Nhưng mà có một thứ không mua được bằng tiền, em biết là gì không? Thì cảm ơn dành cho em. Hay vậy không mà hay tiểu phẩm luôn sâu hỏi. Thôi nói chung nếu mà ai nói thật thì em cũng xin tạm chấp nhận cái tình cảm này. Còn về lâu về dài như nào thì em không biết nha. Còn trong thâm tâm em là em chê. Không chê, ai mà chê bao giờ. Biết thân biết phận mà, chẳng qua là anh hồn nhiên lắm, em cứ thoải mái đi. Trái tim anh tổn thương đã nhiều rồi. Em gọi là em có sát muối vô nó cũng đau đó. Đây để muối cho anh sát nè. Tính làm gì với cái đó? Máu. Sao không tin tưởng anh hả? Không phải không tin tưởng mà kiểu em hiếm khi nào thấy đàn ông vào bếp thôi. Lúc đầu thuê cái chỗ này em quên cái máy tính ra chỗ này nó không có máy hút mùi là mình phải tự lắp. Thuê nhà cũ của anh là máy hút mùi. Nên lấy nào nó mở cửa ra cái này nó sẽ sâu vào nhà đó. Em thích ăn cái tỏi nhỏ này ha. Tỏi nhỏ nó thơm, tỏi quê. Nhưng mà là hơi cực. Lột cái vỏ nó xỉu. Thường là mình sẽ ngâm nước trước. Em bỏ này. Ngâm nước trước xong nó băm nó bỏ ra. Và mình lấy tay mình xoa này nó sẽ ra. Nhưng mà tại vì em cũng không biết là nấu những tỏi nên là em sẽ ngâm trước. Lúc nào em về quê là em hay mang tiêu và mang tỏi về quê. Nhưng mà gái mình muốn ăn sống một nửa không hay là bỏ luôn đi? Sao không được? Em đang muốn hỏi anh, em khổ vì anh thế nào, người ta đang muốn tìm hiểu chứ. Thế là người ta tìm hiểu lần dần ấy. Em đang tìm hiểu anh. Thì thế. Em đang tìm hiểu lần dần mà nghe vẻ của anh không có. Đúng một kiểu sao ta, một người mà có đem với chân tình của một người kiểu không biết là cả bộ hay là thật, không hiểu ý người ta, sợ đau lòng. Những con người như vậy em nên gọi là không tin. Em muốn đi xào giá xào tỏi rồi. Không, những con người như vậy em nên trân trọng bởi vì họ không biết chăn hoa. Hay vậy quá à, nói thế mày có thể giả ngu đấy em, có một thể loại giả ngu nữa. Thường là mẹ em thích bỏ giá ở trong thịt hay là thích bỏ ngoài em cũng bỏ giá trong thịt rồi. Là tìm hiểu được mấy cô rồi hả? Là tìm hiểu trước là tìm hiểu mấy cô rồi. Trời ơi, ai nấu ăn sáng cho anh mà anh tìm hiểu? Trời ơi, ai cho anh vô nhà mà anh tìm hiểu? Trời, người ta thấy anh là người ta chạy mất dép luôn rồi chứ, dính vô mọi trời ơi chi. Tương lai nó tăm tối mịt mờ. Ông thật ra em không có ý kiến gì. Như nãy mình có nói chuyện đó, thì cái việc mà chạy xe ôm nó chỉ là cái mà mình mưu sinh thôi. Quan trọng là sau này hướng là như thế nào thôi, chống chế thôi. Chứ tương lai của anh là anh sẽ trở thành một kỹ sư thửa ống nước. Thật ra nha, em thấy là cái việc ấy mà gọi là chống chế hay như thế nào ấy, thì em vẫn thấy là nó ổn hơn so với cái việc là mình không làm gì cả. Nghĩa là trong lúc mà mình chưa tìm một công việc ổn định, mình vẫn phải có một cái nghề tay trái chẳng hạn, mình duy trì cuộc sống ấy. Chứ có nhiều bạn kiểu là chưa kiếm được công việc phù hợp với ngành nghề hay là chưa không thích. Có nhiều bạn chạy này cực thang đâu chịu chạy đâu, vẫn về xin tiền ba mẹ chứ. Đúng. Anh là từ thời sinh viên anh đã chạy rồi. Từ thời sinh viên đã chạy đó. Rồi sinh viên tháng anh chạy 30 triệu, em tin không? Thế mà anh chạy thế đủ để sức khỏe nha. Đúng rồi, một ngày chạy thế 16-17 tiếng. Anh ngủ ở trên xe luôn, ăn ở trên xe luôn. Thế nhưng thật ra thì đối với cái thời gian làm thì nó như nhau. Nhưng mà cái ngành nghề của mình ấy, nó cũng thời gian làm như nhau. Nhưng mà chỉ là ngành nghề mình khác nhau thôi. Nếu em làm bên mảng này cũng bị chi phối thời gian nhiều ấy. Chính thế nha, có hôm nào em rảnh, ví dụ như rảnh là em khoảng tầm ngày
Còn khi mà bận á là em sẽ kiểu bận xuyên suốt luôn. Nhưng mà rảnh, hôm nào đã rảnh là chỉ rảnh đúng một ngày và sẽ rảnh luôn một ngày đấy. Hôm nào em rảnh một ngày thì anh sẽ làm món hải sản nha. Hàu nướng phô mai, hàu nướng mỡ hành. Nhưng em phải thích ăn hàu tươi sống. Ăn hàu sống hả? Ờ, cái nào cũng được. Thật ra mà nói anh cũng rất là thích ăn hàu sống. Hàu mà bắt ở dưới biển lên á, không cần gọi là rửa lại nước ngọt luôn. Anh thích cái vị mặn của biển. Nhưng mà nó không có ok lắm. Ê, nước biển nó tuyệt trùng mà em. Không nha, trong nước biển nó có rất nhiều vi sinh vật nha. Nhất là trùng roi á. Đúng rồi đó. Anh ra anh tắm biển, anh hay bị uống nước biển hoài, anh thấy có nào không? Nam mô. Qua hai đứa em nó rủ chị đi Vũng Tàu không? Hỏi là nào đi, mà 1 giờ sáng đi. 1 giờ sáng hai đứa rủ nhau nó Vũng Tàu. Chứ bay lắm thì ngoài 1 giờ sáng mà ra ngắm bình minh thì về rảnh dữ luôn á. Hai đứa nó chạy xe máy kiểu cái bọn yêu nhau hay vậy đó. Không biết nào mà em có người yêu chưa? Tất nhiên là chưa rồi, không biết là khi nào mà em có người yêu em có khủng như thế không? Mới đỏ là đâu ai luôn chứ gì? Em thử đi chứ. Đâu ai là bình thường khi yêu. Tại sao người ta thích như vậy mà mình lại không thích? Em có tuổi rồi. Mình phải thử thì mình mới biết được. Em có tuổi rồi. Thật ra là đôi khi có khoảnh khắc thì cũng vui, đúng là vui thật. Mà có điều là nó em làm điều xong bảo mà em ngồi xe mấy tiếng hồ ấy, em sụt vài đụi luôn. Nhưng mà hồi hồi lúc trẻ có thử bây giờ chưa? Chưa. Lúc đấy thì đi mưu sinh. Bạn đi mưu sinh đi kiếm tiền. Còn nói còn trẻ thì hơi quá, nghĩ là lúc mà còn nhỏ nhỏ mà cái tầm mà đang tuổi đi chơi ấy, thì em làm bên nước ngoài. Mà anh bảo bên nước ngoài mà thân một mình thì làm gì, chắc chắn là mình sẽ phải mưu sinh rồi. Sau đó mình học hành, thời gian học hành và thời gian kiểu mình còn để chi trả tất cả cái sinh hoạt cá nhân ấy. Nên không có, nên không có thời gian để mà ấy đâu, không có thời gian để mà chơi đòi đâu. Biển bên Nhật chẳng đẹp bằng biển bên mình đâu. Bên mình đẹp hơn. Gái Nhật đó. Ôi trời ơi. Gì? Xong cái gì đấy? Con à, à bông hoa, à con chó sói hả? Không, con cáo. À lộn, con cáo, à, xin lỗi. Đi chín đuôi. 8 đuôi rưỡi, thật ra là 8 đuôi rưỡi chắc mà luôn. Quá là hấp dẫn. Em nấu đại đó, tại vì em nấu ăn dở lắm. Nấu kiểu theo khẩu vị của em thôi chứ nó cũng không có ấy gì cả. Với cả, à chết rồi quên mất. Em ăn hơi nhạt nha. Hơi nhạt em có ướp rồi nhưng mà em sẽ ăn hơi nhạt lát rồi. Anh có nhạt anh chấm nước mắm nha. Okay. Em biết sao, tại vì người Bắc ăn rất là nhạt. Thường là sẽ thiếu cái gì sẽ chấm nước mắm. Tại vì là ăn mặn nó sẽ kiểu nó không tốt cho sức khỏe. Nhà mẹ em bị cao huyết áp nên là không có ăn mặn mấy luôn á. Để đi lấy anh rửa cho. Anh muốn là một người biết gọi là phụ người con gái. Anh có hình dung được là em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén. Anh có hình dung được là ở ngoài Bắc ấy là nó sẽ bị theo cái vùng quay truyền thống ấy. Nó không là phụ nữ phải nội trợ đúng không? Đúng rồi, phụ nữ phải nội trợ và hầu như là đông sẽ không có số bếp mấy. Thực ra cái thời này nó sẽ khác, nhưng mà ở nhà em thì vẫn vậy. Nó chỉ khác ở trên thành phố thôi. Nhưng mà giờ anh thấy con trai phụ việc cũng nhiều lắm á. Em bốc đại người cũng dính đi, em bốc đại anh đi. Thế là bốc đại dữ chưa? Mà chúng mình bốc đại cũng sẽ phụ em rửa chén. Có đồ dơ không? Đem ra đây anh giặt cho. Có máy giặt thì sao anh phải giặt rồi? Không, anh thích giặt đồ. Anh thích giặt đồ bằng tay hơn. Yeah, ừ, giặt đồ bằng tay thì nó sẽ đỡ ấy hơn. Nhưng mà thường những cái đồ gì như đồ vét hay như là sẽ đem ra tiệm giặt là em không biết là người ta làm sao. Nhưng mà đối với em nha, cái quan niệm của em nha, em làm ra tiền xong em sẽ mua máy móc để phục vụ anh mình, chứ em sẽ không có tự được. Và kể cả người nhà em cũng vậy. Đúng rồi, máy giặt giờ thì không thể thiếu rồi. Máy giặt thì không nói riêng về máy giặt này hay là lò nướng hoặc cái sản. Em có mua máy rửa chén không? Rẻ lắm, rẻ lắm, đang sale. Đang sale có 30.000 thôi. Đâu ra anh trả? Vậy mua đi, mua đi. Thanh toán, cà thẻ. Nè, cà đi. Máy quẹt thẻ nè, quẹt vô cái là em có máy gửi chén luôn. Là muốn quẹt cái khác được không? Hả? Không muốn quẹt thẻ, muốn quẹt cái khác được không? Em muốn quẹt cái gì? Toán xem.
đừng nói ra là đi quẹt cái iPhone hay là quẹt cái túi Gucci. Trời ơi, hay vậy quá à, hay mơ mộng quá à. Em mà không có nó đâu ra. Cứng quá à. Để anh sẽ dùng bàn tay làm cho nó mềm đấy. Trời ơi, ẩn dụng ghê rồi. Ngày xưa học văn giỏi lắm hả? Ngày xưa học văn giỏi lắm hả? Không, anh thấy em làm nó sẽ giỏi hơn anh á. Cái gì đang cứng em đụng vô cái nó mềm. Hay vậy quá. Cái gì đang mềm em đụng vô nó cứng mới đúng chứ, thôi em làm cho. Là đá mềm. Nấu xong em chưa ăn mà em đã rửa rồi ha. Nó sẽ tiện cho cái việc lát rồi mình ăn xong mình đỡ phải rửa nhiều, với cả là nó không bị đổ bể á. Ăn xong no rồi làm biết rửa hả? Đúng. Trời ơi mềm. Anh đã nói rồi. Cái máy rửa chén có 30.000. Thì thôi à, mình mua luôn đi chứ. Nó để đầy bồn thì nó cũng nhiều, xong nó không gọn nhà. Là nấu lâu sau rửa luôn. Rồi cái lá đồ ăn sống có cái bát là sống nhanh, rửa nhanh, rửa lại lên rồi. Ơ gì? À ý là bình thường ở nhà nó có làm khác rồi. Tới mức là nhiều luôn rồi hả? Trời đất ơi. Đi hơi dài. Mình khỏi ăn sáng luôn được không? Trời ơi, nôn nóng mức đó luôn. Thôi, không ăn sáng là không có sức ha. Trời đất ơi. Người ta nói là dưa nó sẽ bị đắng ở cuống này thì là xoay cho bớt nhựa, nó sẽ chảy nhựa ngược lên. Công nhận em xuất sắc thiệt, mới có 30 giây thôi đã ra cái trắng trắng này rồi. Hay vậy quá à. Thiệt mà anh là anh làm thử đi, anh làm thử đi là nó anh phải cỡ 25 phút á thì nó mới ra được. 25 phút hơi ít nha. Chấm hỏi luôn á. 25 phút hơi ít nha. Chứ bao nhiêu thì mới là hợp lý? Tùy tâm. Tùy tâm luôn á nha. Này muốn chắc kiểu gì? Làm ăn tùy tâm nhưng ít mà chê hả? Đúng rồi, ít nhưng mà ít thì chê. Tùy tâm ít mà chê, ít thì chê. Ít thì chê. Đúng rồi. Xạo thật đấy. Chứ sao mà mình góp quyền mà ít thì chê. Anh làm cái này không? Hả? Khó chứ. Làm nó nhanh nó tiện. Này là ngày xưa mẹ anh làm sao giờ anh làm lại trang vậy? Thật ra vào đây em biết kiểu cắt như thế nha. Khúc cuối thì phải cẩn thận. Khúc đầu thì em băm đại được, cái khúc cuối em ẩu ở vô tay á. Cho nên là em phải cần có anh. Đúng, nên có anh. Thật ra trong nhà người đàn ông thì cũng tốt, sẽ kiểu nắng mưa. Đúng rồi. Không vấn đề gì nó sẽ không. Tốt nhất là những cái lúc em nghẹt ống nước nè. Làm sao mà em thông được, đúng không? Chỉ có đàn ông mới thông được. Thở hả? Không nên. Thở bên ngoài nguy hiểm lắm. Nguy hiểm không anh, nguy hiểm hơn ấy. Em không kiểm soát anh được. Nguy hiểm hơn ấy. Em không kiểm soát được cái độ, cái tay nghề của anh ta. Anh nguy hiểm hơn ấy. Không an toàn. Nói chung là ao nhà vẫn hơn em ơi. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đúng rồi. Nha. Cái gớm phép nè. Ừ trời. Nó phải gọi là mướt mình mượt. Một bụng. Cho thấy mặt em nó à, thì nó đúng là nước mắm ấy. Chua nè, cay nè, ngọt nè, bột ngọt, nước mắm. Vậy thôi, chứ đâu còn gì nữa. Nhưng mà em ăn tỏi được? Tất nhiên ăn tỏi được rồi. Anh quên hỏi. Anh chỉ sợ em ăn tỏi không được cái là thôi bỏ luôn. Phải làm lại từ đầu. Sai rồi.